Rồi, em là cửa hàng thành hợp chuyên về động cơ mát cắt cỏ Hai Thì. Xin chào mấy anh, mấy chị, mấy bác, mấy chú nha. Rồi thì như nay em định giới thiệu thêm cho mấy anh một cái lô mát cắt cỏ. Hàng này là chưa dọn nổ nha. Rồi sẵn em cũng đính chính này cho mấy anh là hàng của em về mát cắt cỏ là nó như thế này. Còn production đất Nhật rồi luôn ha, cực kỳ là liên lạc luôn. Đó, về cho mấy anh đang nữa mấy anh nhìn đang anh hình dung máy của em như thế nào. Nhiều anh chút đơn hỏi chứ máy em có bung gã chưa? Có thay thế chưa? Đó nó là như vậy đó. Bên em á là ví dụ như gì về nè. Nên nghĩ đi hàng Nhật về thì nó phải vệ dơ thì mình phải tháo ra mình vệ sinh xúc bình xăng con cho nó chạy ngon ngọt rồi. Rồi cũng sao quá mấy anh Nhật mấy nó không xài nữa. Thì vậy nhiều khi nó bể chú bơm nè. Da bơm nó bị chai. Rồi chụp giật đó thì nó bị dây nó mục thì mình thay. Đó bình xăng lớn nhiều khi nó bể nó lớn thì mình thay. Vậy thôi chứ đâu có thay thế gì, nhiều khi cái chén ở dưới nó mất chén thì mình đem thay chén mới vậy thôi. Ở cửa hàng của em là cửa hàng Thành Hợp ở Cờ Đỏ, Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ. Số điện thoại để mình liên hệ là 0913136620. Rồi khi mà em lai máy như thế này thì em bán sẽ nhiều ba có nhiều hình thức nha. Thứ nhất là hàng chưa dọn nổ, thứ nhất là dọn nổ theo yêu cầu đó. Và rồi mới nghĩa là mấy anh thích cây nào thì mấy anh nói bên em sẽ dọn nổ ha. Và cái nữa là bên em cũng có dọn nổ rồi bán lô bán sỉ luôn nha. Và giá nó sẽ cứng, hơi cứng xíu nha mấy anh, tại vì em bán hàng là em mua em lựa từng cây á thì giá cả nó sẽ cao hơn so với những anh chị ôm lô ha. Rồi mấy anh nhìn hàng của em là biết em lựa rồi. Má, áo máy là lựa không bị cháy đen ha, trắng sáng, bình xăng lớn liền lạc hết đó. Đây nè, hôm nay em có lên số máy lạ lạ nè em, xin đi qua 2401 bốn số chạy cháy hai kim ha. Đó cái này nó có trợ lực chạy cháy hai kim luôn, cháy hai kim cháy gì luôn nha. Đó mấy cái này em thấy hình như shop xin đi qua này rất là chuộng trên thị trường. Kawasaki thì đợt này về cũng bộn nha em, Ryobi cháy táo màu đỏ nha em, Kawasaki nè. Đó em lựa hàng như thế này đây, lắp máy liền lạc luôn rồi. Nhưng mà mấy anh yêu cầu là do nhu cầu là mấy anh thích đầu máy cho nên em tháo ra. Đó, em bán đầu máy cho mấy anh luôn. Hàng cực kỳ là đẹp và liền lạc ha, chứ không phải bán đầu máy mà hàng mà thập cẩm bên biến là không có đâu nha em. Cái này Kawasaki TG này 33, tôm lớn bố lớn nha em. Đây, anh nào mà phát cỏ nhiều, số nhiều, cỏ to, cỏ dày thì tham khảo cái này ha. Đây, một cây siêu phẩm Nhật quên xài, Isaki 267 nha em. Cực kỳ là đẹp, chạy chế hai kim luôn. Ủa chạy chế một kim mà le đỏ tự động tum nhôm nha mấy anh. Để không? Tum nhôm ha. Rồi Ryobi chế táo đồ, Ryobi thường Magu. Rồi đặt này có về cho mình hiệu Makita 291. Ví dụ mấy anh thích cây máy này, mấy anh mua chưa dọn nổ em cũng bán, mà mua dọn nổ rồi thì mấy anh khoanh tròn cây máy thứ như vậy thì báo bên em dọn nổ ha. Đó 291 3 tư ly, một công suất 29cc lần nha mấy anh. Này 4 thầy xăng riêng nhất riêng ha. Đợt này bên em có về Makita 264 nè. Cái dòng này cú hồn chi mén à. Trời ơi nó nổ luôn đó nè. Thấy hàng lựa nó xịn sò chứ. Le đỏ tự động luôn ha. Nè kêu gít nổ nữa nè. Mitsu 261 anh ơi. Dây giật trắng tư ha. Vô bên cốc tem đỏ ao luôn nha. Đó Magu Yanma nè. Bình xăng trắng phiếu luôn ha. Đó mình xăng zin luôn nha em. Đây thêm một cây 264 nữa nè, chạy luôn. Ewy 260. Rồi G2KC, G2KM. Chạy chế hai kim ha. Hôm bữa mã này em like tới 3 4 anh chốt chưa kịp nè. Hôm nay mình chốt lại đi. Rồi một cái phiên bản ớt tim 21cc. Dây giật trắng tư luôn nha. Định xong trắng phiếu. Rồi Xenon 2611. Này là Xenon bóp nha em anh. Cơm bóp đó. Rồi Mitsu 261 nha, có trợ lực chế hai kim le đỏ tự động luôn. Thấy gì chứ, rửa ra bình xăng trắng thiếu luôn đó, muốn chạy luôn rồi nè. Rồi một siêu phẩm Nhật quên xài nha, nó sao mà em like em anh, ốc zin người ta trắng như thế này. Nó có sao em lấy vậy thôi. Đây, ra bóp zin luôn, cái tay em còn luôn nè. Quá đã. Rồi nè, những cái cây như thế này là ốc nó dễ xét luôn, mà ốc vẫn còn 7 màu luôn ha. Magu 23 trợ lực đó. Đây một cây Ryobi nè, quá đẹp, còn thiếu có cái thùng thôi. Austin 265 tum gời nha. Cái này là chạy chế hai kim luôn nha anh. Trời ơi em 261 núp bóng với anh ơi, nó đẹp đây nè.
Thấy chưa em lau mà bụi thôi đó, xịn chưa, trời ơi cái này mới đẹp. Rồi một cây magu 23 sắc lớn nè, siêu đẹp ha, ốc trắng rồi luôn. Rồi ớt tin nữa này nha em, ớt tin này thì thằng này nó chạy chế hạt kim. Rồi bốn thì li chi học chưa, hai cây bốn thì nè, magu xanh nè em, mấy cây này rất là rẻ. Trời ơi kawasaki nè em, nó đẹp một cái luôn. À, thích nào giờ nói em dọn cái đó nha em. Echo xanh nó ra bóp viên luôn ha, một cây magu 26 trợ lực luôn, trợ lực trả đó nè, nhẹ nhàng ha. Rồi này echo 27 nữa nè, có trợ lực nữa nè, cái này đó nó thè lử rồi đó, nó em làm lại cho. Echo này 35 quá, 35 nha em, echo có trợ lực rất là liền lạc nha. Rồi anh nào có dọn máy nào thì nói bên em, mấy hôm bữa em nhớ cái khách dọn máy này mà em quên nè, có trợ lực nha. Echo 26 nữa nè, chạy chế hai kim nữa nè, nó chạy đó, rất tiếc là không có xăng thôi đó, liên lạc hết. Đây là một siêu phẩm nè, mấy anh thấy gì chưa, cái màu xanh này Maru 23 màu xanh này em bán rất là chạy hàng, mấy anh ít có hàng lắm. Về sao đó vậy, ủa 26 nha em, màu xanh thằng này hình như tum gời á, rất là đẹp nha, thiếu ánh sáng mà nè, bình xăng nó trắng rồi nè, mà ốc nó trắng tư luôn, rất là đẹp. Rồi cái thằng nào nằm né 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 cái đầu qua cho qua cái cây nguyên cái vậy, chị chỉ vô cho quay cây Cucuta cái kìa. Đây 7 Huana buổi sáng hả, Huana nha mấy anh, 1 2 3 ha, chạy chế hay kim ha, đó Huana luôn. Ít có về hàng này lắm mấy anh ơi, lâu lâu mới có, tranh thủ mình chốt ha. Đây nhiều cây rất là đẹp và liền lạc đó, mình thích cây nào mình chốt cái đó. Đây ví dụ cu ta thì cũng có đây, đây vô bin hộp có trợ lực nè, rất là đẹp luôn nè, siêu phẩm nha. Đó mà về nhiều mặt hàng ngon bổ rẻ là lạ, đưa giọng anh vô đây, lá gà bóp đầu bò trứng cỏ đầy đủ. Tài lớn, tài lái lớn cho nghe nè, tài lái lớn ha, tem trên lớp nè ha, đầy đủ luôn nè, đầu bò chén kẹp nè, ghiên chân nghe nè, đủ chén ha, con cỏ nè, đó, con số cái cũng bị bể ha, số cái cũng còn nguyên nè, chung cái nào bể thì bên em sẽ cho anh em chén cỏ mới, còn cái nào ghiên thì cho theo ghiên ha, đó. Nói chung máy thì bao ghiên chân anh em, nè. Tay cao bóp rồi ha, đó. Đây là bóp nè, chiều chiều ha. Rồi anh em thấy con nào mà ý đó thì cứ alo bên em, anh em sẽ dọn ưu tiên cho anh em ha. Rồi bây giờ đã kết thúc like rồi ha, nhớ bấm like, đăng ký kênh giùm em. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.